Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Có một chiếc ô tô màu trắng đang đi theo kiểu cực kỳ kém văn minh, đi theo kiểu cướp đường, đi theo cái cách là đường của bố mày. Một tình huống cướp đường trắng trợn của tài xế trên chiếc ô tô màu trắng này. Chúng ta cùng nhau để xem liệu rằng tài xế trên xe cố gắng công hành trình sẽ xử lý cái sự việc này như thế nào. Chiếc ô tô màu trắng vẫn chưa có dấu hiệu lùi lại. Thay vì lùi lại thì chiếc ô tô màu trắng này đã quyết định tiến tới. Tài xế trên chiếc ô tô màu trắng đã sai rõ ràng ở trong tình huống này. Nhưng mà thái độ của tài xế đang ngồi ở trong xe là một thái độ theo kiểu tao mua đường rồi, muốn đi thì mày phải nhường đường cho tao. Tài xế đang ngồi trên xe cố gắng camera hành trình cũng đã khá cứng rắn, nhất quyết là không chịu lùi lại, không chịu nhường đường cho chiếc xe đang đi sai luật kia. Sự việc này được ghi nhận là xảy ra ở Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bước trong xe ra là một nam tài xế. Nam tài xế đã tiến về phía tài xế đang ngồi trên xe cố gắng camera trên và đã có những lời nói, những trao đổi. Không biết là nam thanh niên kia đã nói những gì với tài xế đang ngồi trên xe cố gắng camera trên. Nhưng mà mình nghĩ là tài xế trên xe cố gắng camera trên không chịu lùi lại đâu. Đồng mất tiêu rồi. Và sau một hồi trao đổi không có kết quả, nam thanh niên kia đã tiến về phía trước của chiếc xe cố gắng camera hành trình và dùng tay bẻ luôn cái biển số xe của người ta và sau đó quăng đi luôn. Chúng ta cùng nhau xem thật kỹ lại thái độ đầy bố đời của nam thanh niên này. Các bạn nghĩ sao về thái độ của nam thanh niên này? Sau khi xem xong tình huống này, đa số phần lớn khán giả đều không hài lòng trước cách xử lý, trước cách hành xử của nam thanh niên đang ngồi trên chiếc ô tô màu trắng kia. Gì đây? Ôi trời ơi, mấy thằng đét ơi, chiếc xe tải bị gì vậy ta? Một pha xử lý này khó hiểu của chiếc xe tải nhỏ các bạn. May mắn cho người bán hàng rong là đã không có bất cứ một tình huống va chạm, một tình huống tai nạn nào với người bán hàng rong. Một tình huống làm chúng ta thót tim. Ôi trời ơi, chiếc xe ô tô màu đỏ đang có ý định rẽ phải thì đột ngột từ phía sau chiếc xe gắn máy lao đến và đã có một tai nạn xảy ra. Sự việc này xảy ra tại một quán ăn. Mọi thứ vẫn đang diễn ra khá là bình thường, vẫn không có gì bất thường, vẫn chưa có điều gì xảy ra, chưa có điều gì bất thường ở trong sự việc này. Ôi trời ơi, mèn nét ơi, đã có một điều bất thường rồi các bạn ạ. Không biết người cầm lái chiếc ô tô màu trắng này là ai mà không hiểu tại sao ở ngoài đường lộ lại có thể phi hẳn vào bên trong quán ăn của người ta luôn. Cực kỳ may mắn khi những người đang ngồi ăn ở trong cửa hàng này đã phản xạ kịp thời nên mới tránh khỏi những sự việc đáng tiếc xảy ra. Chúng ta vẫn chưa thấy mặt mũi mặt mày của tài xế đang ngồi trong chiếc ô tô màu trắng này. Mình đang cực kỳ háo hức không biết người đang điều khiển chiếc ô tô màu trắng kia là nữ tài xế hay là nam tài xế đây. Khả năng cao là ở trong tình huống này, tài xế có một tí men ở trong người. Tài xế vẫn cố ly đang ngồi ở trong xe và vẫn chưa thấy dấu hiệu bước xuống xe. Cùng nhau hồi hộp để xem. Đến ngay khúc cua rồi thì từ phía trên có một chiếc xe tải hình như là không làm chủ được tốc độ các bạn ạ. À, đến ngay khúc cua mà chiếc xe tải này có vẻ như là vẫn đang giữ nguyên tốc độ và lưu thông với một tốc độ khá nhanh. Và nam tài xế trên chiếc xe tải đã bất ngờ khi ở phía đối diện có một chiếc xe có gắn camera hành trình đang lưu thông đến. Và nam tài xế trên chiếc xe tải kia đã đạp thắng lại khiến cho chiếc xe xoay vòng. Còn đây là một tình huống có thể làm chúng ta cực kỳ thót tim. Chiếc xe cố gắng camera hành trình đã bị mất phanh hay còn gọi là mất thắng rồi các bạn ạ. Lúc này thắng không còn ăn được nữa rồi. Và những người đang ngồi trên chiếc xe cố gắng camera hành trình này đang cố gắng xử lý để tránh khỏi một tình huống tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chiếc xe cố gắng camera hành trình vẫn đang
lưu thông với một tốc độ khá nhanh. Tài xế vẫn cầm vô lăng, vẫn còn điều khiển được chiếc xe, nhưng bây giờ đạp thắng thì không ăn. Quá là hồi hộp. Chiếc xe cố gắng cầm vô lăng trên vẫn đang lưu thông và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tài xế đang cố gắng xử lý. Mọi thứ đang đi đúng dự tính của nam tài xế đang ngồi trên xe cố gắng camera hành trình. Hy vọng là không xảy ra tai nạn với bất cứ một phương tiện nào. Đang lưu thông ở trên đường mà bị mất thắng, mất phanh như thế này thì quả thật nó khiến chúng ta phải toát mồ hôi hột. Trong tình huống này chỉ có sự tập trung cao độ và bình tĩnh xử lý thì mới mong tránh khỏi một tình huống tai nạn. Tài xế đang có những pha xử lý cực tốt các bạn. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Ui. Cứ gà số đi, cứ gà số thì không gì đâu. Cứ gà số để ra đi. Cứ gà số đi. Quá là hồi hộp. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại được. Hồi hộp thật các bạn ạ. Leo vào đi, vào bên trong đi. Vào bên trong cho nó giảm dốc, không còn ta. Phi vào đống củi đi, phi đống củi đi, phi thẳng vào. Thế rồi, đừng có. Giết thật, vô hồn gì. Đừng hẳn đây. Gà số vào đi. Em hô rồi. Không gì đâu, yên tâm. Chừng nào một lúc đây. Mình xem qua tình huống này mà mình bủn rủn tay chân các bạn ạ. Vậy là chiếc xe đã dừng lại được thôi. Rất có thể là một tình huống cướp đường, một tình huống lẳng lặng đi ngược chiều. Chính xác là như vậy thôi. Một chiếc ô tô màu trắng đang cướp phần đường của người khác, cướp làn đường của người khác để cố gắng chen lên không lỗi. Và ngay lập tức chiếc xe cố gắng camera hành trình đã bắt chiếc xe ô tô màu trắng này lùi lại. Và ngay khi có khoảng trống thì chiếc ô tô màu trắng này quyết định nép sang phần đường của người ta và chen ngang không lỗi tiếp tục cướp đường. Tình huống xảy ra vào ngày 25 tháng 3 2024. Ôi trời, thêm một tình huống lấn lăng vượt ẩu, và lần này là đến chiếc xe khách. Trời ơi, có biết bao sinh mạng con người đang ngồi ở trên chiếc xe khách này mà bác tài lại chạy như vậy thì quá thật quá xem thường mạng sống của người khác rồi. Ôi trời ơi, chị gái ơi, sau tình huống bất cẩn của chị gái thì chiếc xe cố gắng camera hành trình đã bị hư hỏng ở phần trước. Tình huống xảy ra vào ngày 24 tháng 3 2024. Ôi trời, một tình huống lẳng lặng đi ngược chiều của một chiếc ô tô con. Ôi mẹ đất ơi, sợ thế. Hình như là một chiếc ô tô biển vàng thì phải. Là một chiếc taxi các bạn. Kính chưa các bạn. Rồi chạy như vậy bởi sao không xảy ra tai nạn hả trời. Ôi sợ thế. Tình huống xảy ra vào ngày 22 tháng 3 2024. Ôi chạy như vậy làm sao mà đỡ nổi đây. Mẹ đất ơi,
Hình như là người điều khiển chiếc ô tô màu trắng này là có dấu hiệu không được tỉnh táo. Một chiếc ô tô biển vàng 50H32014 đang cướp đường của người ta mà lại còn bật đèn chớp chớp như là một lời thách thức. Ủa tận cấp đường nha mày? Thì chưa qua nửa đường đúng mới quẹo rồi. Vâng mình lên các bạn ơi, vâng mình lên các bác tài ơi. Ôi lại thêm một tình huống ẩu tả nữa của một người đi xe gắn máy. Và sau tình huống va chạm vừa rồi, chắc hẳn là chiếc xe cố gắng cầm một hành trình đã bị chạy xước sau tình huống này. Xe ông lôi lần hết cả đường để ngược chiều. Còn xe đi lại. Đi ngược chiều mà lại còn thi gần bố đời. Đấy, đây này. Em xe ông lôi này. Chiếc xe khách đi ngược chiều ở trong tình huống này là sai ranh ranh rồi. Đây này. Nhưng mà lại quyết định thi gan. 29B này, 09409 này. Thằng nào bảo kê cho bọn nó đi kinh này. Ôi, bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó. Ui. Không biết giữa hai nam tài xế đã có qua khỏe gì ở trên đường hay không. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là trên tay của mọi người đều có cầm theo đồ chơi. Ui, sợ thế. Hãy mình còn đây là một tình huống tạt đầu vượt ẩu từ phía sau, không đảm bảo an toàn của một chiếc ô tô màu đỏ. Đây, chúng ta cùng nhau để xem. Đấy, bất ngờ cho các bạn ạ. Một tình huống mà có thể nói là dễ xảy ra qua chạm như chơi. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đỏ này. Chiếc ô tô màu đỏ này đang bật xi nhan bên trái và đang chuẩn bị chuyển làn, và cùng lúc đó từ phía sau chiếc xe bồn cũng đi đến. Chiếc ô tô màu đỏ ở phía trước đã thắng nhẹ lại, dừng lại bất ngờ, khiến tài xế xe bồn ở phía sau cũng bất ngờ và thắng gấp lại, khiến chiếc xe bị chao đảo. Nếu như xảy ra một tình huống tai nạn, một tình huống va chạm thì rất có thể tài xế xe bồn phải là người gánh chịu hậu quả. Xin đây. Các bạn hãy chú ý về bên phía tay trái màn ảnh các bạn đang xem. Lúc này từ phía sau có một chiếc xe vượt lên, sau đó tạt đầu chiếc xe qua gắn camera hành trình, là một chiếc ô tô màu đen biển số là 30G38013. Chiếc xe ô tô màu đen này sau khi đã vượt lên được rồi thì liên tục cà khịa, chạy một cái thì thắng lại một cái. Rất có thể chiếc ô tô màu đen này đang cố tình khiêu khích chiếc xe qua gắn camera hành trình. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng mà hành động cà khịa cũng như là đùa xỏng ở trên đường như thế này là một hành động không đảm bảo an toàn và chúng ta không thể chấp nhận được. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe taxi này. Đây là một tình huống chiếc taxi đã bất cẩn, hay chúng ta còn có một câu nói đùa khác, đây là cái kết cái xá của việc khôn lỗi. Đây, đã có một tình huống tai nạn, một tình huống va chạm từ phía sau. Phần đuôi xe của chiếc xe taxi đã va chạm với phần đầu xe của chiếc xe đầu kéo. Cùng nhau hồi hộp để xem những diễn biến có trong sự việc này. Sự việc này xảy ra vào ngày 24 tháng 3 2024. Ôi, mình thấy rồi, từ phía xa có một chiếc ô tô màu trắng đang quay đầu ở trên cầu. Hết cứu rồi các bạn ạ, cái này biết luật mà vẫn phạm luật là đây. Các bạn hãy chú ý về bên phía tay phải màn ảnh các bạn đang xem. Một tình huống vượt phải không đảm bảo an toàn của một chiếc xe đầu kéo. Vượt trái không được thì ta vượt phải thế thôi. Gì đây? Một tình huống đi ngược chiều của một chiếc xe gắn máy. Liệu có tình huống va chạm xảy ra không? Vậy là đã có một tình huống va chạm xảy ra rồi các bạn ạ. À, một chiếc xe gắn máy chở cùng lúc đến 3 người và đi ngược chiều, và ngay lập tức đã có co quẹt với chiếc xe có gắn camera hành trình. Ôi trời ơi, mẹ đất, từ rồi. Theo một pha đi ngược chiều rất dễ báo hại người khác của người đi xe gắn máy. Ôi kinh thật, chỉ cần phản xạ kém một tí thôi thì rất có thể đã xảy ra tai nạn rồi. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe khách này, bật xi nhan một phát là chuyển làn ngay luôn. Lúc này chiếc xe cố gắng camera hành trình cũng đang lưu thông đến thì bất ngờ chiếc xe khách này chuyển làn. Ui.
Mình không muốn nói xui rủi hay trù ẻo đâu các bạn ạ, à, nhưng mà đi theo cái kiểu giống như là ông xe khách thì sớm muộn cũng xảy ra tai nạn mà thôi. Đây là một tình huống cướp đường của người khác còn tỏ thái độ. Đây chính là chiếc xe này. Ôi, cố gắng chen lên nè. Và sau khi cướp đường cũng như là chen lên thành công thì chúng ta có thể thấy là ngay lập tức nam tài xế đã mở cửa xe ra và gửi đến tài xế đang ngồi trên xe có gắn camera trên những lời nói thách thức, những lời nói không được thân thiện. Bây giờ ra đường, lỡ như mà đụng chịu một tí, va chạm nhẹ một tí thôi thì anh nào anh ấy nhảy đồng đỏng lên rồi. Còn đây là tình huống cuối cùng có trong clip ngày hôm nay. Có quá nhiều xe đang đi vào làn đường khẩn cấp thưa quý vị và các bạn ạ. Trong tình huống này, mình không thể nào mà đếm xuể được là có bao nhiêu phương tiện đang đi vào làn đường khẩn cấp. Làn đường khẩn cấp là làn đường dành cho những kẻ không lỗi là hoàn toàn chính xác. Cảm ơn tất cả các bạn anh chị đã xem hết những cái tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế của chúng ta lái xe một cách an toàn và vận chậm bình an trên mọi nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn cô bác anh chị mình trong những cái tình huống tiếp theo. Bye bye.